tiếp phát. Đem cái này, đem cái mệnh này chờ phát. Má kìa Huy ơi. Hello Loạn, chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng TV. Cả nhà ơi, Lộc mới đi đi quay đêm về cả nhà. Thì giờ này cũng khuya rồi, đâu khoảng chừng 2 giờ mấy rồi, gần 1 giờ đêm rồi cả nhà. Cả nhà nhìn xung quanh nhà mình nè, người ta ngủ hết rồi. Đây là cho cả nhà coi. Ở đây ngủ chỉ còn đèn đường thôi. Giờ này là 10, nói chung hình như nãy mình coi 12 giờ mấy, gần 1 giờ cái gì đó rồi. Thì hai nhóc nhỏ nó đang ngủ. Mà vợ mình rồi thức, nói chung là nấu mì cho mình ăn. Và mình chợt nghĩ với anh ý định là Lộc sẽ kêu vợ Lộc. Nghe là giả ma, đứng mặc đồ trắng đứng trong phòng, nhát ma hai thằng cu nhỏ xem coi. Tại vì Lộc có, cả nhà biết là Lộc đi quay đêm, có cái máy quay đêm mà. Lộc sẽ đặt cái máy quay đêm này cũng như đặt hai máy để cho coi phản ứng như thế nào khi mà nó gặp ma cả nhà. Bây giờ Lộc kêu vợ Lộc ra cái cả nhà để mình tính cả nhà. Bây giờ Lộc mới kêu vợ Lộc ra, bây giờ như nè. Bà giờ ngồi phải vô bà kiếm cái đầm đi. Vậy kiếm cái đầm á, mà mặc cái đầm trắng đi. Có không? Có đầm trắng không? Có. Bây giờ hổng gà nó chơi mình nhiều quá. Bây giờ tìm cách mình chơi. Giờ này cũng 12 mấy gần 1 giờ đi, cả nhà Lộc mới đi quay về luôn. Gặp kêu bà thức dậy đang nấu mì cho mình ăn. Nói chung là ở đây ngủ hết trơn ở nhà thấy nè. Khuya lắm rồi. Mày mấy vậy? Thì bây giờ á, nghèo vô vô mặc cái đầm trắng vô. Đúng không? Tôi đặt camera, mình thấy mình tắt điện, mình tắt cò dao, cả nhà nó nực quá nó sẽ thức. Mà khi mà nó thức á thì bắt đầu nó thế nào nó cũng kiếm đèn, nó mò kiếm đèn nó gọi để coi khi mà nó thấy ma đứng kế đó. Thì lúc đó hai thằng nó như thế nào, tại đó giờ mình cũng biết nữa. Nói chung thì thằng nào cũng sợ ma chứ theo mình biết, nhưng mà nghĩa là không biết nó chừng thấy ma chưa, cho nên là mình thử cái nhát ma nó xem mai nó như thế nào. Vô trong giờ lấy đầm mặc đi. Ok đi trong nè cả nhà. 2 hours later. Đi cả nhà đi lọc mở coi. Chưa? Ủa, xuống. Quay rồi. Ủa, quay hả? Cả nhà ơi, giờ thử. Giờ thử đi. Thử à? Sụ tóc xuống. Sụ tóc xuống. Hao giờ kiếm cái đầm trắng không có cả nhà ơi. Có cái đầm. Nói chung là có cái đầm này thôi à. Mà cái đầm này thì mà Lập nghĩ là, nói chung là khi mà giật mình thức dậy mà mở lên thấy cũng hết hồn thôi. Ừ. Chứ mà đờ kiếm bây giờ mà cái đầm trắng nhách luôn không có. Ồ, đồng rồi đứng lên mà thử thôi coi. Giờ chơi cho hai đứa để sợ luôn đó trời. Rồi thử coi, đứng xích đá đi. Rồi, đầu, phụ tóc lên. Thôi thì gáy luôn. Ừ. Ok nha. Rồi, phụ tóc xuống. Giống. Ừ, đúng rồi. Rồi. Bây giờ Lộc vô chổng. Lộc sẽ đặt camera và cứ ngồi yên thôi. Ý đứng yên thôi, chừng nào tắt điện rồi, cái này tắt cò dao là nó nực. Hầm chịu nổi nhà, nếu mà nhà Lộc mà tắt điện rồi giống như cái lò than, cả nhà chịu không nổi đâu. Chút xíu mà giật mình là chịu không nổi. Thường thường thì cúp điện gọi Lộc ra, mà trước thì Lộc ngủ cơ mà. Nóng chịu không nổi. Thì cả nhà ơi, cả nhà nói chung là cả nhà mình là cố gắng ủng hộ vợ chồng mình để clip cho này nó gọi là nó
nó được suôn sẻ, mình không biết là có thành công hay không, đi không biết hai nó sợ không nữa. Cả nhà nhớ ủng hộ hai vợ chồng mình nha cả nhà. Ok vậy lọc cho chồng, lọc cho đặt máy cả nhà. Được, ok. Trong camera đi mặt nhìn đang ghê thì hay gì vậy. Two hours later. Lấy giường đi Quy. Dọn gói đi tiếp phát. Đem cái này đem cái mệt này chờ phát. Ngồi dậy đi má ơi. Cấp điện rồi. Cấp điện nát thì giờ này mới cấp điện. Từ từ đi phát bật đèn. Cấp điện chờ. Mở cái sổ thôi. Má kì Huy ơi. Má kì Huy ơi. Má vậy ơi. Gì má vậy? Má. 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 Dì trời ơi. Má. Má. Dì trời ơi. Má. 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 Má đây. Má chạy. Má. Má. Thằng xưa má. Thằng xưa má. Chết rồi. Bên nước. Bên nước. Trời. Trời. Hết hồn dân.
quay qua quay lại thấy đứng dưới đứng cổng chứng nhất. Đứt cần máu chết luôn. Nhưng máu thì ma mà. Ma. Kệ vậy. Hình không có đủ dịch. Anh cảm ơn. Có 12 mấy chứ nhiêu? Gần 1 giờ. Mấy rồi. Không cho ngủ luôn, khổ gì. Ngủ. Ngủ đã rồi thôi chứ. Về là về là gì thế mà. Kêu gì nó ngủ chứ. Hết hồn. Bữa nay bữa đứng tìm chết. Cái giờ là thành công rồi cả giờ ơi. Giờ bây giờ chứ có ốp chỗ mày chặn nữa cho mày vừa. Cảm giác thật là vô mood. Cảm giác thật là vô mood. Cảm ơn các nhà đã theo dõi video các nhà. Nhớ ủng hộ mình nha các nhà. Chào dài các nhà mình những video.